Chào các bạn, trong bài hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách móc mẫu mặt đế giày len size lớn hơn 14cm nè. Ở đây mình sẽ hướng dẫn size 15cm và cũng có hướng dẫn luôn từ 14,5 đến 17cm ha. Để móc mẫu mặt đế giày len 15cm thì các bạn sẽ móc cho mình mẫu mặt đế 14cm trước. Thì mẫu 14cm này mình có hướng dẫn ở clip trước rồi, các bạn có thể nhấp vào link bên dưới tham khảo cách móc 3 hàng móc của mẫu mặt đế này. Từ size 14,5 cho đến 17cm, các bạn cần tăng cho mình độ rộng bề ngang của phần mặt đế giày. Thì trên màn hình mình có hiển thị cho các bạn số xích đầu tiên, từ 14,5 cho đến 17cm nè. Size 15cm thì móc 20 mũi xích đầu tiên, và 3 hàng móc kế tiếp nó sẽ tương tự giống như mặt đế 14cm. Cụm này mình sẽ có 4 mũi móc đơn ha. 3 hàng móc này đã tạo được cái mặt đế 14cm. Thì khi ta dùng thước đo nè, chiều dài của mặt đế có 14cm. Size lớn từ 14,5 đến 17cm cần phải móc thêm một hàng móc để tăng cái độ rộng bề ngang cho phần mặt đế giày. Thì mẫu này 14cm ha, khi mình đo thì cái kích thước nó sẽ như sau nè. Phần thân trên mình sẽ có 6cm và phần thân ở góc giày sẽ có 5cm. Thì size lớn mình cần móc thêm một hàng móc mũi móc đơn bên ngoài hoặc là mũi nửa kép cho cái phần đế giày nó được rộng ra. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách móc hàng móc thứ tư để tạo cái size lớn ha. Và nó cũng giúp mình tăng được độ rộng của phần mặt đế giày nè. Sau khi đã hoàn tất được 3 hàng móc tạo mặt đế 14cm, để tăng cái bề rộng của mặt đế giày len lên 15cm thì mình sẽ sử dụng một hàng móc mũi đơn cho vòng thứ tư. Ở vòng thứ ba các bạn sẽ để ý cho mình nè. Vòng thứ ba thì cái chân móc đầu tiên mình móc 2 mũi kép đơn cùng một chân móc. Đây là 2 mũi kép đơn cùng chân móc của vòng móc thứ ba ha. Đây là chân thứ nhất nè và chân thứ hai. Thì chân thứ nhất là chân mình vừa móc mũi dời đó, móc vào đó cho mình một mũi móc đơn trước. Được mũi móc đơn đầu tiên vào chân móc này rồi, thì chân móc thứ hai là cái chân móc thứ hai của hai mũi kép đơn có cùng một chân móc phía dưới nè. Đây, chân thứ nhất đây ha, chân thứ hai nè. Thì cái chân thứ hai đó các bạn sẽ móc vào đó cho mình hai mũi móc đơn cùng chân móc. Móc vào hai mũi móc đơn ha. Như vậy là ở đây mình đã tăng lên được một chân móc nè. Các cái chân móc kế tiếp thì mỗi chân sẽ là một mũi móc đơn vào mỗi chân móc nha. Các bạn sẽ móc tương tự cho mình cho đến hai mũi móc đơn cùng chân móc mà ta gặp tiếp theo. Cứ mỗi chân mình sẽ móc một mũi móc đơn vào mỗi chân móc. Sau khi đã móc được các cái mũi móc đơn ở hàng móc thứ tư thì đi theo cái chiều mà mình vừa móc ở đây ha, thì ta sẽ gặp ở vòng móc thứ ba của phần mặt đế có hai mũi kép đơn móc cùng một chân móc nè. Đây là hai mũi kép đơn móc vào cùng một chân móc ha, mà ta gặp đầu tiên. Thì các bạn sẽ móc cho mình vào cái chân thứ nhất nè, đây là chân thứ nhất ha, và chân thứ hai. Thì chân thứ hai mình luôn luôn móc vào đó hai mũi móc đơn cùng chân móc, còn chân thứ nhất thì các bạn cứ móc bình thường ha. Chân thứ nhất một mũi nè. Khi gặp chân thứ hai của hai mũi có cùng một chân móc thì móc vào hai mũi móc đơn. Đây, móc vào cái chân này hai mũi móc đơn nè. Như vậy là mình tăng lên được một mũi móc. Tiếp tục các bạn sẽ móc tương tự cho các chân móc còn lại ha. Cứ mỗi chân mình sẽ móc một mũi móc đơn vào mỗi chân móc. Thì ở đây khi mình có hai mũi móc đơn vào mỗi chân móc thì cái chân kế tiếp mình gặp sẽ là chân thứ hai của hai mũi kép đơn mà ta móc vào cùng một chân móc nè. Đây là hai mũi mà ta móc vào cùng một chân, chân thứ nhất nè, chân thứ hai. Thì chân thứ hai này móc hai mũi móc đơn ha. Ta
ta sẽ được một cụm móc như thế này, hai mũi móc đơn mỗi chân xen kẽ hai mũi móc đơn cùng chân nè. Thì các bạn sẽ móc tương tự cái cụm này cho mình, cho các chân móc còn lại, cho đến khi mình được tổng cộng là 6 cụm ha. Đây là cụm thứ nhất nè, tiếp tục móc cụm thứ hai, hai mũi móc đơn mỗi chân. Được hai mũi móc đơn mỗi chân rồi thì chân kế tiếp sẽ là hai mũi móc đơn cùng chân. Ta được cụm thứ hai ha. Móc tương tự cho đến khi mình được 6 cụm liên tiếp. Hai mũi mỗi chân. Sau đó là hai mũi cùng chân. Và hai mũi cùng chân này mình cũng móc vào chân thứ hai của hai mũi cùng chân phía dưới nè. Ta có được cụm thứ ba. Tiếp tục cụm móc thứ tư. Hai mũi mỗi chân. Sau đó là hai mũi cùng chân. Cũng là vào chân thứ hai của hai mũi phía dưới này ha. Tiếp tục cụm móc thứ năm. Hai mũi mỗi chân. Sau đó là hai mũi móc cùng chân. Cụm móc thứ sáu, hai mũi mỗi chân. Sau đó là hai mũi móc cùng chân. Như vậy là ở đỉnh của phần mặt đế giày bên trên nè, mình đã tăng được tổng cộng là 7 mũi móc. Tính từ hai cái mũi móc đơn mà mình móc vào cùng chân móc đầu tiên nè. Không có tính cái mũi này ha. Thì từ cái mũi kế bên mình sẽ có tổng cộng là 6 cụm như thế này. Cụm thứ nhất nè. Cụm móc thứ hai nè. Cụm móc thứ ba. Cụm móc thứ tư. Cụm móc thứ năm. Và cụm móc thứ sáu. Mình tăng được tổng cộng 7 mũi móc ha. Đối với size mũi nửa kép thì các bạn cũng làm tương tự cho mình giống như vậy. Mình cũng tăng vào cái chân thứ hai của hai mũi kép đơn cùng một chân móc. Thì lúc này mình sẽ tăng được 7 mũi móc ở cái phần đỉnh giày như thế này. Khi đã tăng được số mũi ở phần thân trên rồi thì tiếp tục các chân móc nằm chính giữa, mỗi chân làm một mũi kép đơn. Móc tương tự cho đến khi ta gặp hai mũi kép đơn móc vào cùng một chân móc ở cái phần gót giày nè. Sau khi đã có được các cái mũi kép đơn vào chính giữa của thân rồi thì chân kế tiếp mà mình gặp sẽ là hai mũi kép đơn móc vào cùng một chân móc của phần gót giày nè. Đây là hai mũi kép đơn mà ta móc vào cùng một chân móc, mũi thứ nhất nè, mũi thứ hai. Hai mũi này được móc vào cùng chân móc phía dưới. Thì các bạn cứ làm tương tự cho mình giống như cái phần thân trên, thì cứ mỗi chân mình sẽ móc một mũi móc đơn. Khi mà gặp chân thứ hai của hai mũi mà có cùng một chân móc thì móc vào hai mũi móc đơn ha. Ta tăng được một mũi ở cái phần gót giày nè. Thì không tính cái mũi này ha, các bạn sẽ móc cho mình từ cái chân móc kế tiếp cho đến chân móc cuối cùng thì mình sẽ có được 3 cụm tương tự như cái phần thân trên. Tức là ta sẽ có hai mũi móc đơn mỗi chân móc. Sau đó là hai mũi móc đơn cùng chân móc. Thì hai mũi đó cũng là nằm ở cái chân thứ hai của hai mũi kép đơn được móc vào cùng chân móc nè. Móc vào đó hai mũi móc đơn. Ta được cụm thứ nhất nè. Tiếp tục cụm thứ hai, hai mũi móc đơn mỗi chân. Sau đó là hai mũi móc đơn cùng chân móc. Ta có được cụm thứ hai. Và cụm thứ ba cũng là cụm cuối cùng, hai mũi móc đơn mỗi chân. Sau đó là hai mũi móc đơn cùng chân móc. Như vậy là cái phần gót giày mình cũng tăng được 4 mũi,
Tính thêm hai cái mũi móc đầu tiên mà mình tăng ở đây thì mình sẽ tăng được tổng cộng là 5 mũi móc cho phần gót giày ha. Móc vào chân mũi móc đơn này một mũi dời, sau đó gây nên một xích, kéo và cắt len. Như vậy là mình vừa hoàn tất được mẫu mặt đế 15 cm nha. Các bạn canh chỉnh cho mình cho cái mũi móc nó được đều hơn nè. Khi ta dùng thước đo, chiều dài của cái phần mặt đế giày len này nó sẽ tăng lên là 15 cm. Sau đó đo bề ngang của phần mặt đế thì bề ngang phần thân trên mình sẽ có được 7 cm và phần gót giày sẽ có 6 cm ha, nó sẽ tăng được độ rộng của phần mặt đế giày. Đối với size lớn á, từ 16,5 đến 17 á, thì cái hàng mũi móc đơn các bạn sẽ thay cho mình bằng mũi nửa kép ha, cho cái phần đế giày của mình nó được rộng ra hơn. Và mẫu mặt đế của mình nè, chiếc trái phải các bạn đều móc tương tự như nhau ha, chỉ khác là khi mình cắt và dán đế xốp vào, ta có thể phân biệt được chiếc trái và phải. Thì link hướng dẫn cắt và dán đế giày mình có để ở phần mô tả, các bạn có thể nhấp vào link bên dưới để tham khảo cách dán ha. Khi dán cũng lưu ý mặt đế len của mình nó có độ co giãn. Các bạn dán cho mình mặt đế len vào trong mặt đế xốp thì nhớ ấn nhẹ mặt đế len cho mặt đế len sát vào cái mặt đế xốp. Thì mình có thể phân biệt được chiếc trái phải khi mình hoàn tất cái phần đế giày này nha. Như vậy là mình vừa hướng dẫn xong cho các bạn cách móc mẫu đế giày len từ 14,5 cho đến 17 cm nè. Những bạn nào mà có thắc mắc gì thì có thể để lại bình luận bên dưới ha. Chúc các bạn thành công!